Rồi, xin chào các bác xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có một chiếc xe Đài Loan các bác. Con đưa lên đây cho các bác tham khảo, nhưng mà bác nào thấy ưng được alo con. Đậu vô giới thiệu cặp bánh của nó. Cặp bánh của nó rất là đẹp nha các bác. Đầm đầm là Yontes Tri nha. Đụng Yontes Tri ha. Đó, có hãng Đài Loan nổi tiếng á, Yontes. Đó, cặp bánh này, cặp bánh 28 cầm nha các bác. Đó. Này chạy bạc đạn này, chạy bạc đạn. Ừ. Bạc đạn hay gì đây. Cái này chắc bạc đạn nha các bác, này là có bạc đạn. Nó vỏ của kỳ in theo xe nha. Nó cái đùm này, cái niềng này đẹp đó. Nó mò lên nè. Mò lên đẹp. Ừ, sáng luôn 28 cầm. Đó, đó giờ thấy 32 rồi không, mình thấy 28 là đầu tiên thấy đọc. Đó, bánh này đẹp. Rồi cái bánh xào nó có cả cái clip 8 như này luôn nha bác, clip 8 da bằng luôn nha. Đó, clip 8 mi Shimano da bằng luôn ha. Đó, 8 Shimano da bằng xài ngon lành luôn. Có này có thả nha. 8 8 là thả được 9-10 nha các bác. Nó do anh test luôn. Đó, cái bánh này khá là đẹp. Nó cái bản nảy mò nó cao lên đẹp. Nó chưa vệ sinh nha các bác, chưa chùi rửa đi chân luôn. Nè chùi sơ sơ ra nè. Đó. Đó chùi sơ sơ ra các bác thấy không? Rất là đẹp phải không? Sáng bóng luôn. Rồi cặp bánh này con giao lưu với giá là 1.200.000 bao ship nha. Đó 1.200.000 bao ship cho cặp bánh này bác nào nghe lô con. Đó này của Đài Loan nha, không có thương hiệu gì chứ nha. Đó, không có dán gì lên đây chứ. Còn cái đùm là đùm Yontes chứ y nha, câm này câm inox đầu thao đi nha các bác. Nó có vỏ này vỏ Bigaton luôn. Vỏ Bigaton nhìn theo xe. Cái Bigaton, cái già gian. Cái Bigaton, cái gian, cái vỏ như cái bao Bigaton, cái gian. Rồi bác nào ưng cặp bánh này alo con nghe, 1.200.000 cặp bao ship cặp bánh này bác nào ưng alo con. Rồi con có Biran này ha. Welgo. Thằng này thì đạn đốt rồi, con thấy nó mất cái này ha, nó mất hai cái nắp luôn. Còn này còn luôn nha, con thanh lý hai bộ này, con thanh lý là 150 cặp bao ship cho hai bộ Biran này bác, về mấy bác sửa lại nha, vô đạn vô đầu lại ha. Đó. Chọn 150k cho hai cặp Biran này bác nào ưng alo con. Thanh lý vậy mấy bác thợ gì sửa chữa, còn cái này thì không cần sửa nè, cái bộ này thì không cần sửa gì đâu. Mình xài luôn với cái này thôi, vô đạn vô rồi đó ha. Nó chỉ vô đạn lại cho nó đầy đủ thôi. Rồi. 150k bao ship hai bộ này bác nào ưng alo con. Rồi con cặp Biran Nhật ha. Nó Biran Nhật da băng, trong nhôm ngoài sắt. Rồi con giao luôn cái cặp này là với giá là 400k bao ship nha. 400k bao ship cho cặp Biran Nhật này bác nào ưng được alo con. Ừ, đầy đủ nắp hết nha. Đó, da băng ngoài sắt trong nhôm. Xài ngon lành bác nào ưng được alo con ha. Rồi con có bộ dò dĩa nha. Bộ dò dĩa này bằng nhôm của Đài Loan nha các bác. Lasco 170. Đó, dò thì sáng đẹp nè. Nhưng nhôm nó còn sáng nha, hai dĩa. Dĩa ngoài là dĩa nhôm ha. Nó Lasco zin ha. Trong là dĩa sắt nha các bác. Đó, cái nhôm cái sắt cái giò này là thay dĩa được nha. Cái này là 50-39 nha các bác. Dĩa ngoài là bằng nhôm, dĩa trong là sắt, giò này thay dĩa được. Bộ giò này đẹp. Căn cỏ đâu cũng còn im nè. Trời, con giao luôn cái bộ giò này lấy giá là 350k bao ship nha. 350k bao ship cái bộ giò dĩa, bán nào được alo con. Rồi có một cái này luôn. Cái sàn dĩa nha các bác, cái sàn dĩa Shimano hàng Đài Loan luôn nha. Đó, ủa rằng này đàn không phải Đài Loan, hàng Singapore. Này là Singapore nha các bác. Rồi cái hàng Singapore. Rồi cái này 100k bao ship, 130k bao ship luôn nha. 130k bao ship cái này bác nào ưng được alo. Đó, còn sáng đẹp luôn. Đồ này đồ Singapore nha các bác. Đó, mắc lên Singapore ha. Rồi 130k bao ship cái này bác nào ưng được alo còn. Đây còn có cái đề luôn ha. Cái đề này cũng zin luôn nha các bác. Cũng mắc lên Singapore luôn nha. Ừ, hàng chạy xe nha.
hàng gã xe ra, nói chung là hàng gã xe nên nó cũng im lắm, nó không phải là tệ đâu. Rồi cái đề này con giao lưu với giá là 330k bao ship luôn nha. Đó, 330k bao ship cái đề Singapore này luôn, bán nội ngà lô con luôn. Đó, còn đẹp luôn. Rồi còn có bộ cái bộ này luôn nha. Phone mát nha. Phone mát hàng Đài Loan luôn nha. Đó, hàng này 700C nha các bác. Đó. Rồi cái bộ này con giao lưu 250k bao ship nha. 250k bao ship cho cái bộ này luôn. Đó, bác nội được alo luôn. Rồi xài ngon lành luôn nha. Đây là 700C nha các bác, hàng Đài Loan Full Mat. Đó, theo xe. Rồi, 250k bao ship cho bác nào được alo còn. Rồi còn có bộ đồ tải lắc của nó luôn ha. Đó, hàng Singapore luôn nha các bác. Đó, Đài Loan. Nó trên xe này, trên chiếc xe này nó thường nó xài bộ tải lắc này, tải lắc 8 nha các bác. Lắc 8 nha. Ừ, hàng Shimano Singapore nha các bác. Các anh Singapore. Rồi bộ tay lắc này còn giao lưu với giá 1.100k bao ship nha. 82 nha các bác. Rồi. Đó, 1.100k bao ship cho bác nào được cái này alo còn. Đó, nguyên bộ đầu ha. Đầu là đồ Singapore nha các bác. Hàng mắc in in Singapore nha. Rồi mấy này rộng luôn nha các bác, bốn mấy không nha. Nó tại vì đồ này đồ sau này nó rộng lắm. Khoảng 42 40 mấy thôi đó. Rồi con cái yên này luôn nè. Cũng Đài Loan luôn, Velo luôn ha. Cái này có nhầm ha. Rồi này 100k luôn. Vậy mấy bác lợp da đi chơi ha. 100k bao ship. Đó. Có lỗ luôn. Rồi bác nợ người cả lô còn ha. 100k bao ship cho kiên này. Rồi còn có cái cây trên trống luôn nè. Nhân trống giữa nha các bác. Trong giữa nhau luôn cái chân trống là 250k bao ship nha. 250k bao ship cho cái chân trống này, bác nào được alo coi. Tăng đưa được luôn nha. Rồi cái chân trống này là cái chân trống này, cái sườn đó luôn nha. Nó không có nắp trên này, để cái sườn này nó có cái bát bắt chân trống ở giữa nên nó bắt vô luôn. Rồi cái chân trống này để con tặng theo cái sườn nha. Đó, không bán, tặng theo sườn. Rồi con giao lưu với các bác một cái sườn luôn nha các bác. Cái sườn này là cái sườn Đài Loan luôn nha. Đó, cái sườn Đài Loan xuất Nhật luôn nha. Đó, sườn Đài Loan xuất Nhật tháng 7. Đó, tem 7 là còn nha. Ghiền ha. Nước sơn, nước sơn ghiền ha bác. Giò này giò bạc đạn nha. Cây bạc đạn rất là lướt nè. Cái này nó còn lướt nè. Bạc đạn này lướt cái hôm qua thì nó hơi kẹt. Nó giống như là vệ sinh là mới sạch được. Đó, sơn, sườn ghiền. Sườn này cũng đẹp. Rồi con coi nó cao nhiều, nó dài nhiều mà báo cho các bác luôn. Rồi cái sườn nó có chiều cao là 53 nha các bác, 53 ngang 53 luôn. Nó có pin được ngon lành nha. Pin theo xe ha. Đó, cao 53 ngang 53. Giò giữa đồ pin hết nha. Đó, bạc dày bạc đạn luôn. Rồi tráng cổ pin luôn ha các bác. Đó. Nói chung cái sườn này cũng khá là đẹp. Nói chung cái sườn này hàng bãi. Đời mới thôi nhưng mà nó hàng bãi nên nó cũng vẫn còn đẹp. Ừ. 700 xe nha các bác, 700 xe nha. Rồi. Đó, số má thì đóng trên này. Đó, số má đóng đây ha. Đó, cái sườn này cũng khá là đẹp. Khâu nó luôn ha, có khâu luôn ha. Đó, đèn đồ đít tụi con ha. Rồi, cái sườn này là con tặng cho cái chân chấm của nó luôn nha. Đó, chân của nó đây. Bắt vô ha, nó có cái bát sẵn luôn nè. Rồi, tặng một cái sườn tặng cái chân chấm đó đó. Còn giao lưu cái sườn này với giá là 1.200k bao ship nha. Bác nào ưng được alo con ha, 1.200k bao ship cho cái sườn này. Đó, hôm nay còn có nhiều đó, bác nào thấy ưng được cái nào thì alo con cái đó.